Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ sơn thủ chủ cho cả nhà xem. Cả nhà ơi, cả nhà xem cho mình xin like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Đầu năm mình sơn cái thổ chủ này để làm mẫu, còn cái đó thì mình đi giao cho khách hàng cả nhà ơi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
mình sẽ quay cho cả nhà xem mình đã sơn xong rồi cả nhà. Vậy tới đây mình xin kết thúc clip ở đây. Cả nhà xem cho mình xin like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Chậu Kiển Quỳnh Tùng của mình sớm ngày được 100.000 ca sub với cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Chào cả nhà. Bye bye.